Hello anh em nha. Hôm nay là sáng thứ sáu ngày 7 tháng 10 nha. Quay lên cho anh em xem top 4 con Asus Puppy nha. Mấy con này gần 3 tháng nha anh em. 4 con, ba hàm trống thì khoảng tầm ký hơn ký rồi, con máy tầm 8 lạng ha, 7 8 lạng gì đó. Bộ 4 con này là form lớn ký nha anh em, cao ha, anh em thấy không? Nó cao mà lông nó chắp sát lắm nha, lưng vai một cục luôn á. Trống tầm 3 kg nha anh em, mái thì tầm ký 8 2 kg. Mấy con này đang ăn rất là mạnh luôn đó, nó không ăn cái gì khó khăn hết, anh em cứ cho thức ăn nó ăn thôi, bỏ vô là nó ăn như cái máy luôn á, anh em thấy không? Con nào con ấy lưng vai tốt lắm nha, cán sạch ok nha anh em. Rồi 4 con này thì em để giá 3 triệu nha, bao ship tất cả mọi miền cho anh em luôn. Rồi anh em nào có mến thì alo em, mấy con này dòng test cửa qua ngon lành ok hết rồi nha. Rồi ai có mến thì alo em, số điện thoại em ngay phía dưới màn hình ha. Chào anh em.